ơi, chào mừng mọi người tới với cảng xe máy An Thành Phát. Suzuki Bandit là một dòng xe mà chắc hẳn là các anh trung trung tuổi này, hoặc là các bạn, hoặc là các chú cũng đang quan tâm rất chỉ là nhiều tới dòng xe này. Và trước khi đi vào chi tiết những hai xe này trên cửa hàng thì em Trung sẽ giới thiệu qua địa chỉ cửa hàng của em Trung nha. Cửa hàng của em Trung nằm trên mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại của em Trôm, các bạn cần tư vấn mua xe thì liên hệ qua số 0325 333 789, có sử dụng Zalo luôn nha. Và trước khi tới cửa hàng, các bạn nói liên hệ trước với em Trôm hoặc là có đặt lịch hẹn lịch trước thì em Trôm sẽ hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại cho mọi người nhé. Rồi, hiện tại thì Suzuki Bandit bên cửa hàng em Trôm và trên thị trường là đã ngưng sản xuất rồi các bạn ạ, nên là các bạn muốn tìm cái dòng xe này thì cực kỳ hiếm nha. Và hiện tại bên cửa hàng em Trôm chỉ còn vài chiếc thôi. Nếu các bạn yêu thích cái dòng xe này thì nhanh tay đặt lịch với em Trôm đi. Em Trôm sẽ hỗ trợ ship xe này, có bán trả góp toàn quốc luôn nha. Nên là bạn nào yêu thích mẫu này thì nhắn tin liền cho em Trôm nha. Rồi, hiện tại thì em Suzuki Bandit này, nếu mà bạn nào mà chưa tìm hiểu về xe này á, thì hôm nay em Trôm sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người nha. Giá bán hiện tại trong tháng 4 này đang có giá là 58 triệu đồng. Và nếu các bạn muốn mua trả góp thì mọi người trả trước cho em Trôm từ 7 triệu lần trở lên nha. Đầu xe của em xe này cực kỳ lớn nha. Phần đèn cực kỳ lớn. Đây, khung sườn thì cực kỳ chắc chắn luôn nha. Những cái dàn áo này Trôm thấy là rất chi là chắc chắn này. Dung tích bình xăng thì lớn này. Các bạn đi phượt hoặc là đi đường xa mà các bạn sử dụng cái em xe này có cái phần yên đằng sau á, nối liền với nhau thì cảm giác rất là thoải mái khi bạn ngồi các bạn sử dụng em xe này nha. Tại vì ghi đông xe thì cao này, xong rồi cái phần yên đằng sau nó được nối liền, tránh cho người dùng cảm giác mệt mỏi nha. Em xe này thì bên cửa hàng em Trôm chỉ còn vài chiếc thôi. Nếu các bạn yêu thích thì liên hệ ngay với em Trôm nha. Màu bên này cũng là một phong cách phối màu rất là độc lạ nha. Mâm thì được sơn màu đỏ này, và một phía dàn áo màu đằng sau ấy cũng được sơn màu đỏ luôn nha. Chỉ có một phần đầu là phần màu đen thôi. Nếu các bạn thích sự nổi bật hơn, các bạn chọn em xe này, nhìn nó tươi tắn hơn, nó trẻ trung hơn nha. Rồi, Suzuki Bandit hiện tại chỉ có giá 58 triệu đồng thôi. Nếu mà các bạn mua xe, yêu thích xe này thì bên cửa hàng em Trôm có hỗ trợ ship xe luôn nha. Các bạn liên hệ qua số của em Trôm sẽ được hỗ trợ chi phí xăng xe. Và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào.